Dạ vâng, dạ chào các bạn. Cho phép Khải lên trên mấy cái kênh để Khải check nha. Đúng ra Khải ra đây từ lúc 9 giờ. Nhưng mà tại vì gặp anh Hùng đứng nói chuyện một hồi, bây giờ Khải mới bắt đầu được, là bây giờ cũng là 10 giờ 15 rồi. Cho phép Khải thử âm thanh tí xíu nha. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Dạ vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 6, hình như Dạ là vâng, ngày hôm nay là ngày 20, ngày Father's Day, ngày lễ vinh danh các vị phụ thân ở Hoa Kỳ. Thì cũng như là Khải nghe nói là hôm nay hình như ở Việt Nam là ngày 21 tháng 6, là ngày báo chí truyền thông cách mạng gì đó, và ngày hôm qua ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như là mặc dù đúng ra như Khải nói đó là Khải tính cũng là tiếp tục tính là hôm nay là đã ra ngoài Gypsy, là đã qua, nghe nói là đã sang sang chủ rồi. Như lần trước Khải có đến đây cũng đêm khuya, thì có những vị chủ quán có ghé ngang qua, cũng có công việc gì ban đêm đó, nhưng mà họ cũng vẫn để Khải làm việc, cũng không có đuổi mình đi. Mà Khải cũng đang làm livestream, thành ra cũng không có ngưng lại để xin phép anh chị. Thì một lần nữa Khải cũng xin cảm ơn chủ nhân của Gypsy Cà Phê. Đã coi như là đã dùng cái từ gì, tức là đã coi như là coi như là đã thông cảm để mà không có làm khó dễ Khải khi mà Khải làm chương trình, dùng cái tiền để mà thực hiện chương trình, thay vì như là tức là không phải là khách của tiệm trong giờ làm việc, mà cứ ra vào lúc khuya để làm chương trình. Thì một lần nữa Khải xin giải thích là tại vì cái giờ của Khải, giờ này Khải mới bắt đầu Khải xuất hành, tắm rửa chuẩn bị đâu đó xong, tinh thần nó cảm thấy ổn định để mà làm việc. Thành ra Khải có tính là sáng thì sẽ ra vừa coi đá banh, coi basketball, rồi cũng gặp gỡ anh em nhân ngày Father's Day, đi viếng mộ bố Khải, cũng như là phỏng vấn người này người kia, nói về ngày Father's Day, nói về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là ở Việt Nam thì ngày báo chí truyền thống gì đó. Nhưng mà đến giờ này Khải mới ra đây được. Thì một lần nữa Khải xin phép quán Gypsy Cà Phê, đã tự nhiên Khải quên cái từ gì rồi, tức là ý nói là đã du di, để cho Khải sử dụng quán để mà làm chương trình. Tại vì giờ này Khải mới bắt đầu Khải xuất hành để mà làm việc được. Điều thứ hai nữa là hồi hôm nay tuần này thì thời tiết nó đã bắt đầu là nóng, mặc dù là cái ngày nóng nhất là như Khải nói là tuần rồi, thì nó lên 96, 90 mấy, gần 100 độ F, tức là gần 30 mấy, 40 độ C. Tuần này thì nó chỉ khoảng 80 mấy, thì cũng khoảng chừng hai mấy, 30 độ C thôi. Tức là đối với Việt Nam là nó cũng thuộc lại mát mát, nó ấm ấm thôi, chứ cũng không có phải quá nóng, tức là cũng tương đối khá lý tưởng. Còn bây giờ Khải đang ngồi đây thì nó lại đang rất là lạnh. Tức là các bạn biết thời tiết ở Cali nó là thời tiết của sa mạc, tức là ngày thì nóng, nắng ấm, giữa ngoài bãi đậu xe mà nắng
chàng trang thì rất là nóng. Nếu mà để quên trẻ em thú cưng trong xe thì chắc chắn là cái sự mà cái hiệu ứng nhà kiến đó là nó sẽ là gây, dẫn đến tử vong. Thành ra sẵn là hơi lạc đề, nhưng mà bắt đầu từ cái mùa này trở đi, quý vị nên, các bạn nên lưu ý, tức là ở mình sống ở những xứ như là Cali, Arizona, tức là những cái xứ mà sa mạc á, cái có một cái khí hậu sa mạc đó, thì ban ngày nó mặc dù ở trong bóng râm thì nó vẫn là mát lạnh, nhưng mà nắng thì nó rất là nóng, nó ấm. Nhưng mà ở trong xe đó thì cái hiệu ứng nhà kiến nó sẽ tạo thành giống như cái lò hấp, cái lò oven, cái lò nướng. Thành ra các bạn nếu mà chở con trong xe, trẻ nhỏ thì phải rất là lưu ý, không bao giờ để quên con mình trong xe, nhất là không có quay kiến xuống. Nếu mà cần thiết thì nên kiếm cái bóng râm có bóng cây để mà đậu. Thì giống như Khải nói, cái thời tiết nếu mà bóng râm thì nó cũng rất là mát. Còn nếu mà đậu xe mà giữa cái khoảng trống ngoài bãi đậu xe mà trống không á, giữa đường á, xi măng á, thì nó cái hiệu ứng nhà kiến nó sẽ nóng kinh khủng lắm, nó sẽ dẫn đến tử vong. Nhiều người không để ý, nghĩ là ồ mình đậu xe mình vô lấy cái này lấy cái kia, vô nhà kiếm cái này, nhưng mà đôi khi mình vô rồi có điện thoại hoặc là quay qua cây loại, nhất là như những người như Khải á, tức là cứ quên trước quên sau. Có những lúc Khải nhớ hồi xưa Khải mất cái xe là như vậy á, mình hồi đó đang đi làm cái nghề đi giao thơ, mình chỉ nghĩ là mình đậu cái xe trước cửa văn phòng, mình chạy vô trong văn phòng, mình nói một câu rồi mình chạy ra, thì xe mình đậu đó rồi chìa khóa trong xe, cái bóp để trong xe, cửa kiếng mở, thơ để trong xe. Nhưng mà mình vô đó tự nhiên gặp người này gặp người kia, mình đứng nói chuyện hồi mình quên mất luôn, đến chừng ra thì cái xe mất rồi. Thì cái chuyện có nhiều người như vậy, để quên con trong xe, để quên chó mèo trong xe. Tại vì nhiều lúc chị nghĩ rằng là ồ mình vô tí xíu mình ra, mình vô mình lấy cái bánh, mình vô chợ mình lấy bình sữa. Nhưng mà nhiều khi xếp hàng, nhiều khi chuyện này chuyện kia là nó dẫn đến cái trường hợp nhiều khi có người đi ngang qua, người ta thấy trong xe có trẻ em, người ta gọi cảnh sát phải đến đập bể cửa kính để cứu mấy em, mấy bé. Nhiều khi có dẫn đến tử vong thật. Thành ra cái mùa này là các bạn nên lưu ý. Cũng như Khải đã kể là cái khí hậu Cali thì ban đêm nó rất là lạnh. Mặc dù bây giờ theo Khải xem thời tiết thì cái mùa này ban đêm nó cũng chỉ có đến 5-60 độ C, độ F thôi, tức là cỡ khoảng 20 độ C thôi, thì cũng không quá lạnh. Nhưng mà nói chung là thời tiết Cali ban đêm nó rất là lạnh. Giống như nãy giờ Khải ngồi đây là cảm thấy cũng lạnh đó, chứ không phải là không lạnh đâu. Đấy là, mặc dù lúc mình ra, mình hồi nãy đi thì mua cà phê đá, mà ngồi đây thì trời bắt đầu lạnh rung rồi. Rồi bây giờ vòng vòng nãy giờ để cho phép Khải mở lên, Khải coi thử cái Facebook nó có tiếng hay không nha. Các bạn chờ Khải tí xíu nha. Rồi, Khải mang cái máy mới này nó không có log in được. Nếu vậy thôi Khải tính là Khải sẽ giao lưu với các bạn trên Facebook.
Chào các bạn trên YouTube, nãy giờ Khải chưa có bật máy trên Facebook, thành ra nãy giờ Khải nói nhảm như vậy, nhưng mà Facebook là không có, chưa có thâu hình, bây giờ mới bắt đầu. Khải tính là sẽ vào Facebook để mà giao lưu với các bạn, nhưng mà như vậy là rõ ràng là cái máy này thì nó không có log in trên cái account Facebook của Khải được, thành ra bây giờ Khải chỉ thử Khải coi như là trao đổi trên YouTube thôi nha. Thì chào bạn Hà Tiến Trường. Giống như Khải nói, từ từ bắt đầu từ tháng này qua tháng 7 thì Khải sẽ làm chương trình thường xuyên hơn và sẽ coi như là giao lưu với các bạn nhiều hơn. Thì bây giờ cho phép Khải bắt đầu đi vào chương trình. Thì giống như các bạn còn nhớ là cái lần trước Khải ra đây, Khải ngồi, Khải nói Khải có ghi một số những cái gọi là cái nốt, đúng không ạ, những cái nốt để mà coi như là sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà lần trước Khải ra thì Khải cũng chưa kịp nói gì hết. Thì hôm nay Khải cũng hy vọng Khải có thời gian để Khải ngồi, Khải chia sẻ những cái thông tin đó với các bạn. Thì dạ vâng, thì giống như hôm trước, mấy hôm nay thì các bạn biết rồi, các bạn nào mà theo dõi chuyện Việt Nam thì sẽ biết là cái nhân vật, cho phép trước khi Khải bắt đầu chương trình, Khải có lời chúc sức khỏe bác Nguyễn Bắc Cường, bác Nguyễn Mạnh Cường. Chào bạn Quốc Hùng. Chúc sức khỏe bác Nguyễn Mạnh Cường, chúc Happy Father's Day với Bắc Cường và tất cả những người đang làm cha, đã làm cha và sắp làm cha, và chúc tất cả các bạn một cuối tuần, hy vọng các bạn đã có một cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân. Cho phép phải cắn cái máy này vô. Dạ vâng, rồi thì các bạn nào mà ở theo dõi cái chuyện ở Việt Nam mấy bữa nay thì chắc chắn là không ai xa lạ gì đến cái sự kiện, cái hiện tượng của bà Nguyễn Phương Hằng mà trong cái lần trước Khải đã nói, tức là Khải hy vọng là Khải khi mà nói đến cái sự kiện này thì Khải hy vọng có thể cùng với các bạn mổ xẻ, phân tích cái vấn đề, cái sự kiện một cách khoa học, một cách lớp lang, mà tiếng Anh nó gọi là break it down, tức là mình phải chia nó ra thành từng, tức là từng lớp một, lớp lang có thứ tự, có lớp lang, chứ không có thể đơn giản hóa vấn đề, cứ gom chung vô để mà đi đến một cái kết luận, một cách gọi là một cách gọi là phiến diện, hồ đồ, nông cạn, mang tính cảm tính. Thành ra giống như Khải nói, Khải không phải là người trong cuộc, nhưng mà Khải chỉ có thể ngồi để mà Khải phân tích, chia nó ra, làm nhiều cái kịch bản, cái khả năng có thể xảy ra. Và Khải hy vọng qua cái phương thức mà phân tích như vậy thì mỗi người chúng ta sẽ tự có những cái kết luận riêng cho mình. Giống như Khải nói là tùy theo cái kinh nghiệm bản thân, cái chuyên môn của từng cá nhân, mà mình thấy được từng cái góc khuất, dựa vào cái chuyên môn, cái hiểu biết, cái kiến thức riêng của mỗi người mà từng cá nhân chúng ta sẽ có thể gọi là đúc kết, tổng kết, đối chiếu, phân tích để mà có những cái kết luận riêng cho mình. Nhưng mà Khải hy vọng những cái kết luận đó, tiếng Anh nó gọi là informed decision, có nghĩa là những cái kết luận khoa học có nền tảng, có cơ sở, căn cứ vào bằng chứng, căn cứ vào thông tin,
dữ liệu, chứ không phải là chỉ dựa vào cái cảm tính, gọi là cái kinh nghiệm. Mà giống như mấy lần trước các bạn đã thấy, nhiều khi các bạn cảm thấy là Khải gọi là nhiều khi có vẻ hỗn hào với Bắc Cường, khi mà Khải nói rằng là Bắc Cường không có tư cách để mà gọi là để mà phủ quyết, để mà gạt đi những cái giả thuyết mà Khải đưa ra. Ý Khải nói đây đó là kể cả những người như Ngô Kỷ, khi mà anh ta đăng đàn, anh ta bàn về cái sự kiện Nguyễn Phương Hằng, mà anh ta lại nói rằng là ồ, anh ta không có theo dõi những cái buổi nói chuyện của cái Nick Master Vui Vẻ, anh ta nghe chưa đến quá 2 phút. Thì Khải nói thẳng luôn, như vậy thì Ngô Kỷ không có tư cách để mà tham gia bàn luận về cái sự kiện đang xảy ra ở Việt Nam, mà do vợ chồng ông Huỳnh Duy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng khởi xướng, và bây giờ nó có liên can đến nhiều, rất là nhiều những nhân vật khác tham gia, mà Khải gọi là players, tức là những cái cầu thủ, những cái gọi là nhân tố bây giờ bắt đầu tham gia nhập cuộc, tức là những người này là những người players. Thì những người như Ngô Kỷ chỉ là hoang tưởng khi mà cho rằng là mình từng học luật, mình từng đấu tranh, mình từng tham gia, mình từng là players, thành ra bây giờ là mình có quyền nhào vô, nhảy bổ vô, là mình bàn ngang, là mình ý kiến ý cò, trong khi đó thì mình lại không có thèm theo dõi những cái gọi là mình không cần cập nhật thông tin, mình không cần biết ai đang nói gì, ai đang tham gia, cái sự kiện này nó liên hệ đến ai. Cụ thể nhất là giả dụ như cái nhân vật Master Vui Vẻ, mà bây giờ anh Ngô Kỷ anh cho rằng là anh không biết bà này là ai, anh chưa hề nghe bả những cái buổi, tức là chưa hề thèm bỏ thời gian để mà theo dõi, nghiên cứu những cái buổi nói chuyện của cái Nick Master Vui Vẻ Nguyễn Thị Thu Hương này, mà anh lại dám đăng đàn, anh lên ngồi, anh với tính cách một người bình luận, phân tích, để mà chia sẻ, để mà đưa ra những cái nhận định. Thì Khải nói thẳng, tức là đối với Bắc Cường thì bữa đó thì Khải có sổ sàng, Khải có hơi gọi là thất lễ, thất kính với Bắc Cường. Nhưng mà Khải muốn giải thích cho các bạn biết là như vậy, tức là bây giờ trở lại cái ví dụ, cái trường hợp của ông Ngô Kỷ, thì Khải nói thẳng những cái người như ông Ngô Kỷ như vậy thì không có tư cách để mà tham gia bàn thảo về cái sự kiện đang xảy ra ở Việt Nam có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu mà ông ta cho rằng là ông ta không thèm theo dõi, không có thời gian để mà phí thời gian để mà nghe những người khác trình bày, có nghĩa là ông ta chỉ ngồi đó, ông ta dựa vào cái kinh nghiệm của ông ta để mà ông ta nhận định, để mà ông ta kết luận. Thì đối với Khải, những cái kết luận nhận định của Ngô Kỷ nó không có giá trị. Có nghĩa là tức là khi mà người ta hay đưa ra cái ví dụ mà thầy bói mù sờ voi, tức là 5-6 người sờ con voi đó, kính thưa quý vị, thì cho phép Khải hơi dài dòng về cái gọi là cái analogy đó, tức là cái ẩn dụ, cái ví dụ đó, thì nó là như vậy. Tức là đúng, tức là giả dụ như là Khải đang ngồi trong cái khu này, nó có những cái văn phòng bác sĩ, mà có những cái bác sĩ chuyên môn, tức là ở về ngành y nó có bác sĩ chuyên tai mũi họng, bác sĩ về bằng chân, bác sĩ về nha khoa thẩm mỹ, bác sĩ về tim mạch. Thì rõ ràng là trong cơ thể con người ta, ngành y như vậy họ đã chia ra từng cái ngành chuyên khoa, thì con voi cũng vậy. Thì cái chuyện mà chuyên gia thì có người chỉ cần phân tích, giả dụ cái giò của con voi, cái móng của con voi, gọi là cái bàn chân của con voi, cái cấu tạo, cái vòi con voi, cái ngà con voi,
Thì nếu mà nói là dùng kiến hiển vi để mà soi rọi, để mà phân tích chi tiết, thì từng chuyên gia một đều có cái gọi là cái vị trí, đúng không ạ? Cái nhu cầu, cái vai trò của họ, cái sự cần thiết. Thành ra không, mình không thể coi thường nói là ồ, khi mà nói đến voi, bàn nói về con voi thì lúc nào cũng nói tổng thể, phải là con voi là phải có hai cái tai bự, có cái ngà dài, có vòi dài, có bốn cái chân to, có cái đuôi, phải nói tổng thể, không thể nói chi tiết thì cũng không đúng. Ý thầy nói đây á, là nó mình phải tùy theo cái bối cảnh, tùy theo cái trường hợp, nhưng mà nó phải có tổng thể, rồi nó phải có trước có sau, rồi nó mới, mình mới nói đi sâu vào chi tiết. Có nghĩa là ý thầy muốn nói đây á, thì đầu tiên hết thì khi mà muốn nói về con voi thì một con người, một cái sinh vật nào đó có trí tuệ muốn bàn về con voi thì ít nhất phải có một cái nhìn tổng thể khái quát về con voi với đầy đủ một cái bức tranh tổng thể từ xa. Có nghĩa là mình phải có cái khả năng nhìn từ xa để thấy một con voi, từ xa để thấy tổng thể một con voi.